kênh Cô Năm Miền Tây mến chào cả nhà. Kính chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hôm nay thì em sẽ vào bếp và chia sẻ với cả nhà món ăn của em ngày hôm nay nha. Em mời cả nhà cùng vào bếp với em. Rồi, bữa cơm hôm nay của em chỉ có bao nhiêu đây thôi cả nhà. Đậu bắp nè, tôm chua khô và một ít da heo. Ăn kèm với đậu bắp thì mình sẽ ăn kèm với cháo. Hôm nay thì em có một ít khô cá sặc nè cả nhà. Khô cá sặc hổm em đã phơi đó. Và một ít đậu bắp. Hôm nay em sẽ ăn khô với đậu bắp nha. Đậu bắp thì em sẽ luộc nè. Rồi, bây giờ em sẽ chuẩn bị một ít dầu ăn ha. Bây giờ dầu nóng á, thì em sẽ cho khô vào kia nha cả nhà. Bữa nay em ăn cũng đơn giản thôi, khô cá sặc chiên. Ở đây em cũng đã chuẩn bị sẵn một cái nồi nước nè, để mình luộc đậu bắp. Khi nước sôi thì em sẽ cho vào đây một ít muối ha, để giữ độ xanh của trái đậu bắp nè. Sau đó em sẽ cho hết cái phần đậu bắp vào. Đang ăn đơn giản là cả nhà. Ăn đậu bắp luộc là phải có chao nha cả nhà. Hôm nay em sẽ pha một ít chao nè để chấm với lại đậu bắp. Phần khô lúc này cũng đã vàng rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ trở qua ha. Nhìn hấp dẫn quá. Thấy vậy chứ ăn đạm bạc vậy chứ ngon lắm á cả nhà. Cái món đậu bắp mà chấm chao á, người ta còn gọi là đậu bắp chấm ốc khỉ. Có lần em đi ăn cái quán ăn á, người ta dạ thấy cái thực đơn á, nó để như vậy, cái menu nó để như vậy á. Cuối cùng là khi mà đem ra thì là đậu bắp thò với ý đậu bắp chấm với lại chao, mà nó đặt cái món lạ quá trời lạ luôn. Khô lúc này cũng đã chín rồi nè, mình gấp ra thôi. Rồi cho hết cái phần còn lại thôi. Rồi đậu bắp lúc này như thế này là được rồi đó cả nhà. Nó vẫn còn rất là xanh ha. Rồi bây giờ sẽ gấp ra và cắt đầu đuôi thôi. Cái dĩa đậu bắp đã xong rồi nè cả nhà. Nhìn rất là ngon, hấp dẫn ha. Em sẽ pha một ít chanh. Ê quên, trời đất ơi. Em sẽ pha một ít chao. Em sẽ cho vào đây là một quả tắc nha. Rồi cho vào đây một miếng đường, muỗng đường cát đi ha. Đây là chao nè cả nhà. Chao này nói chung là cũng hơi khá lâu rồi. Giờ mình cho nước trước đi. Mình khuấy cái này cho nó tan, cho cái phần đường nó tan nè. Ở đây thì em có sẵn tỏi ớt rồi.
Rồi ớt em đã đang sẵn như thế này rồi. Rồi sau khi đã tan mình sẽ cho vào đây một miếng chao ha. Ôi nhiều quá. Rồi như đây được rồi. Rồi vậy là xong rồi đó cả nhà. Rồi bữa cơm hôm nay của em chỉ có bao nhiêu đây thôi cả nhà. Đậu bắp nè, tôm chua khô và một ít da heo. Ăn kèm với đậu bắp thì mình sẽ ăn kèm với chao ha. Bây giờ em mời cả nhà cùng ăn cơm với em nhé. Em mời cả nhà cùng ăn cơm với em nha. Rồi bây giờ em sẽ ăn thử một miếng đậu bắp chấm chao cho xem như thế nào ha. Em mời cả nhà. Quá trời ngon luôn. Chao này nó rất là bùi cả nhà. Chao này em để này chắc cũng khoảng chắc 6-7 tháng rồi đó. Tại vì em cũng ít ăn chao lắm. Lâu lâu thì chai thì mới ăn thôi. Chứ ngày thường cũng ít ăn. Nên cả nhà thấy là cái hũ chao nó cũng còn nguyên luôn á, chưa đụng tới luôn. Ngon quá. Cái bữa cơm này á là hôm nay không có đi chợ nữa nha. Nhà có nhiêu thì lấy ra làm bao nhiêu đó. Ngon quá. Khô nè. Khô cá sặc rất là ngon. Tính ra có khô trong nhà cũng rất là tiện nha cả nhà. Khi nào mình làm biếng không có làm đồ ăn cứ lấy khô ra chiên. Ăn với nước tương cũng ngon nữa. Ngon quá. Ông trời chắc cũng sắp mưa rồi đó cả nhà. Nên ổng hầm mà hầm một cách khủng khiếp á. Chắc là sắp mưa rồi. Giờ này là 8 giờ đó cả nhà. Bây giờ là đã 8 giờ rồi. Bữa nay em về sớm hơn mọi ngày. Ai cũng nói là ăn khi ăn nó hỏng nước là hỏng tốt. Thì em cũng biết là không tốt và biết sao cả nhà. Nhưng mà hôm nay nóng nực quá chứ thường ngày thì em cũng ít có cái đồ uống nước lắm. Nóng quá nên mới uống thôi. Cái này là da heo nè. Em kho hôm qua mà ăn chưa có hết. Có bạn vừa bình luận như thế này nè cả nhà. Tốt cho sức khỏe mà sao lại ăn thịt thịt ba rọi kho đó. Hỏi em có làm chia sẻ món thịt ba rọi kho. Nhưng mà mình cũng không nên quá kiêng cữ cả nhà. Lâu lâu mình ăn thì sẽ không sao. Nhưng nếu ăn thường xuyên thì mệt đó.
nên mình cứ yên tâm đi ha, lâu lâu thì mình chan vô bữa cũng không có vấn đề gì đâu. Nhưng cái quan trọng là sáng ngủ dậy là mình phải tập chịu khó tập thể dục ha, và uống chanh nóng. Cái đó là mình phải, nói chung là mình tập luyện thường xuyên để bảo vệ sức khỏe của mình, nó tiêu hao bớt cái phần năng lượng nữa nè. Chứ em là cũng gọi là ăn hơi nhiều đó cả nhà, nhưng em không có khi nào mập á, rất hiếm khi thấy em mập. Thường là nghỉ hè ở nhà em ít vận động á thì em sẽ mập á, còn đi làm vô làm rồi là em khoảng chừng 50 mấy ký thôi. Còn nếu bạn nào sợ mập á thì mình nấu canh rau á, mỗi lần ăn mình hấp canh trước rồi sau đó mình hãy ăn cơm, một chén cơm thôi, ăn đồ ăn nhiều chút xíu mà ăn cơm ít lại. Lâu lâu ăn cháo ngon thiệt, nó béo. Cái cháo này là cháo khoai môn, cháo khoai môn ở xã ở ngoài đầu đường nó bán đó cả nhà. Em là ở xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha. Món ăn hôm nay là toàn là những món ăn bình dị không á cả nhà, những món ăn rất là đơn giản nè, mà bạn nào cũng sẽ từng đã ăn qua. Tuy đơn giản nhưng nó không có giảm được cái độ, không giảm độ ngon nha, cũng rất là ngon nè, ăn cũng rất là bắt cơm, nhất là cái phần khô, khô thì bao giờ cũng dễ ăn nha cả nhà. Mắm thì là quá tuyệt vời rồi, và cái vị chao bùi bùi cùng với những đậu bắp như thế này nè, những trái đậu bắp ngon ha, tươi ngon thì ăn thì quá ngon. Thôi thì em xin dừng video tại đây nha cả nhà. Em chúc cả nhà là thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nhé.